chuyện gì mà bực bội thế cô gái? Còn quăng cặp sách của bạn bè nữa. Giờ học gần đến mà ngủ ngon lành à? Để xem anh ta sẽ cho cô gái bài học. Dùng kim băng gắn vào tay cô gái. Cho ít màu thực phẩm nữa. Ê, tay bị làm sao thế hả em? Xỉu thôi, cô ta sợ máu mà. Dán kim băng lại và dùng kéo cắt ra. Lớp học sao vắng thế? Vậy thì nhanh chóng tìm trò vui nào. Cậu này đổ hết cả chai keo lên ghế. Và cô bạn gái cũng đã đến lớp rồi. Và cô gái này đã không may ngồi lên chiếc ghế đó. Em biết trả lời câu này. Nhưng giờ làm sao đứng lên đây? Ơ, tôi có biết gì đâu. Tình huống bất đắc dĩ phải đi kèm cả ghế. Không nên ngồi gần sân bóng đâu nhé. Vô tình bóng rơi trúng bạn đấy. Phải cho anh ta bài học mới được. Anh ta tập tạ cơ bắp quá nhỉ. Và cô ta muốn thách đấu anh ta sao? Nhưng không may mắn cho anh ta rồi. Cho chừa cái tội nhé. Bạn cắt quả bóng rổ ra và cho quả tạ vào trong. Cô giáo biết cách làm đẹp quá ta. Đến giờ học rồi. Nhưng các bạn học sinh lớp này thích trêu cô giáo lắm. Và nhìn kia, hộp bút biết đi. Cô giáo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chính vì sự ngây thơ của cô mà học sinh mới thích trêu cô đấy. Mới sớm đã đem ghế ra công viên ngồi rồi. Có vẻ hai cô gái không thích anh. Nhưng anh sẽ mời họ tham gia một trò chơi. Cứ quay vòng thế. Ai ngồi lên ghế là chiến thắng nha. Với anh ta, ngủ là đam mê. Ngủ bất chấp mọi nơi. Và hai cô gái sẽ có trò vui cho anh. Cho chừa cái tập ngủ ngày nha. Anh ta định tặng quà cho ai đấy? Nhưng cô ta không nhận đâu. Hay là tặng cho cô giáo nhỉ? Rắc thêm tí tiêu vào. Chào cô ạ, tặng cho cô.
mấy em cứ bày vẽ. Và đó là sai lầm lớn của cô giáo. Cô gái vẽ gì say mê thế? Này em, cho anh làm quen nhé. Tất nhiên cô ta bỏ mặc anh rồi. Và anh ta sẽ có trò vui cho cô nàng đây. Ơ, anh vẫn còn ngồi đây à? Á, toàn côn trùng thế này. Xui cho anh thôi. Bạn rọc giấy tạo một cái khung rồi bỏ côn trùng nhựa vào đó. Xem kìa, con gái gì mà ngủ chảy hết cả nước dãi. Và anh bạn này sẽ đánh thức cô ta dậy nhanh thôi. Cô ta ngủ say quá mà. Thế thì làm sao đánh thức cô ta dậy chứ? Để xem thế này cô ta có dậy không. Tỉnh rồi đó. Cô ta sợ nhất là con gián mà. Môn học vẽ thì màu vẽ là thứ cần thiết, nên đừng mang thiếu màu vẽ nhé. Và cô gái này đã mượn hộp màu của bạn mình. Màu gì sao dính thế này? Màu vàng thì bị đóng cục. Ôi, bẩn hết cả tay rồi. Bạn cho slam vào chai màu nước. Và để lại khay đựng màu là xong. Các cô gái dạo này hay ra công viên làm bài tập lắm. Ra tới đây mới nhớ là mình quên mang bút. Bạn cô ta sẵn sàng giúp đỡ thôi. Cô bạn lại trêu cô nữa rồi. Giận luôn. Dùng dao rọc giấy cắt bỏ phần đáy của cốc giấy. Cô bạn này lại tính bày trò gì đây? Đó là phần ăn trưa của cô giáo mà. Chắc hai người này đã làm gì với phần ăn này rồi. Rau sao bị quyết một lỗ như thế này chứ? Cả miếng bánh mì này nữa. Đau đớn nhất là quả trứng này. Thế này thì còn ăn uống gì nữa? Dùng ghim đâm hai lỗ trên quả trứng. Dùng ống hút lấy hết lòng đỏ và lòng trắng ra. Sau đó bơm màu thực phẩm vào. Còn dưa leo, bánh mì, lát phô mai và rau diếp thì cắt phần giữa bỏ đi. Anh bạn thích chọc ghẹo các bạn nữ trong lớp chỉ? Rõ ràng cô ta không thích anh mà. Đúng lúc anh lại bị đau bụng. Cô phải tìm cách đuổi anh này đi mới được. Chuẩn bị xong xuôi rồi. Anh đã trở lại rồi đây. Không may cho anh ta, cô giáo vừa đến.
cái tội quậy phá vẫn không bỏ nè. Bạn dùng ống hút cho màu thực phẩm vào bong bóng rồi cho vào kẹp bướm nha.